Probiotic được biết đến là sản phẩm giúp cung cấp lợi khuẩn trẻ rất cần bổ sung những sản phẩm như vậy giúp cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa cho bé ngoài ra lợi khuẩn còn rất nhiều tác dụng khác đối với cơ thể trẻ cùng chúng tôi tìm hiểu về probiotic là gì bổ sung cho trẻ như thế nào cho bé uống probiotic lúc nào thì hiệu quả qua video dưới đây nhé probiotic là gì Probiotic được biết đến là các chủng vi khuẩn sống có lợi cho đường tiêu hóa hay còn gọi là lợi khuẩn. Hiện nay có rất nhiều chủng vi khuẩn có lợi khác nhau tồn tại trong và ngoài cơ thể. Những sản phẩm có chứa các chủng vi khuẩn này được gọi là men vi sinh. Với những men vi sinh sống như ngày xưa thì việc đưa được chúng vào cơ thể là vô cùng khó khăn. Vì vi khuẩn sống rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, môi trường khắc nghiệt. Mà dạ dày của chúng ta lại có rất nhiều axit vì thế để xâm nhập được vào cơ thể thì những lợi khuẩn này khó có thể sống sót. Tuy nhiên với công nghệ hiện đại như ngày nay, người ta đã có thể có nhiều phương pháp giúp cho lợi khuẩn có thể đi vào được đường tiêu hóa mà không bị ảnh hưởng bởi axit dạ dày. Điển hình là nghiên cứu ra bào tử lợi khuẩn. Bào tử lợi khuẩn có ưu điểm vượt trội hơn những dạng khác vì giá thành không quá đắt, hiệu quả lại cao. Vì thế đây là bước tiến vượt trội đưa lợi khuẩn vào hệ tiêu hóa của ngành y học hiện đại. Probiotic có những tác dụng gì đối với cơ thể? Những tác dụng của probiotic đối với cơ thể như có khả năng điều trị được chứng táo bón hay đầy hơi, có hiệu quả cao trong điều trị nhiễm khuẩn đường ruột, giảm số lượng hại khuẩn bằng cách cung cấp thêm lợi khuẩn cho đường tiêu hóa, giúp cho những bệnh như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hồi phục nhanh chóng, giảm thời gian các bệnh này xuống. Giúp giảm các triệu chứng khó chịu của hội chứng ruột kích thích. Tăng sức đề kháng cho trẻ, cải thiện sức khỏe tổng thể của bé, sản sinh ra các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể, hấp thu độc tố trong hệ tiêu hóa giúp cho có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn cho bé uống probiotic lúc nào thời gian cho trẻ uống probiotic đem lại hiệu quả nhất đó là với những sản phẩm men vi sinh mẹ có thể cho con uống lúc nào trong ngày cũng được nhưng tốt nhất nên cho bé uống sau khi ăn xong những lưu ý nhỏ khi cho bé uống probiotic là không pha với nước sôi vì sẽ làm cho lợi khuẩn bị chết gây ảnh hưởng đến chất lượng của men vi sinh không được dùng probiotic cùng với kháng sinh như chúng ta đã biết kháng sinh có thể tiêu diệt khi khuẩn vì thế nếu chúng ta uống cùng với kháng sinh thì những lợi khuẩn trong men vi sinh sẽ bị kháng sinh tiêu diệt. Từ đó sẽ không có tác dụng, không được pha buổi sáng sau đó buổi chiều mới uống. Lợi khuẩn rất nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ môi trường bên ngoài sẽ làm giảm hiệu quả của men vi sinh. Thời gian uống cho bé là mẹ có thể cho con uống bất kỳ thời gian nào trong ngày. Tuy nhiên mẹ nhớ những lưu ý trên để việc uống probiotic của con phát huy tác dụng tốt nhất nhé. Sử dụng men vi sinh cho bé cũng phải tùy từng trường hợp sẽ đem lại hiệu quả cao không phải trường hợp nào men vi sinh cũng phát huy tác dụng vì thế khi sử dụng cho con mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xem trường hợp của bé có thích hợp dùng men vi sinh hay không nhé như đã biết thì lợi khuẩn để đưa được vào cơ thể là rất khó vì thế lựa chọn được chế phẩm có chứa lợi khuẩn như thế nào cũng là điều đắn đo của các mẹ mẹ chú ý những chế phẩm có chứa lợi khuẩn sống thì rất khó có thể đưa được vào hệ tiêu hóa của bé để có tác dụng nhé Trước khi lựa chọn bất kỳ sản phẩm gì cho con sử dụng mẹ nhớ đọc kỹ thành phần cũng như tìm hiểu công dụng của sản phẩm, nghe tư vấn của bác sĩ nhé. Sản phẩm bổ sung probiotic cho bé an toàn, hiệu quả. Hiện nay để tìm được một sản phẩm có chứa probiotic cho trẻ không phải quá khó. Tuy nhiên để lựa chọn một sản phẩm tốt giúp cho bé có thể hấp thu hiệu quả mới thực sự khó đối với các mẹ. Lợi khuẩn không thể phủ nhận có vai trò rất quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh luôn cân bằng được giữa lợi khuẩn và hại khuẩn. Sau đây chuyên gia của chúng tôi sẽ giới thiệu cho các mẹ một sản phẩm có chứa lợi khuẩn, lợi khuẩn ở dạng bào tử. Giúp cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh. Amano Enzyme Gold một trong những men vi sinh hàng đầu hiện nay. Không chỉ cung cấp lợi khuẩn sản phẩm này còn chứa những thành phần như thế nào cùng tìm hiểu nhé. Imzim tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzym tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Với những thành phần vượt trội như vậy, Amano Enzyme Gold sẽ giúp bé có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, từ đó giúp bé ăn ngon miệng, háu ăn và cao lớn mỗi ngày. Trên đây là những điều cần biết về Probiotic. Chắc hẳn qua video này các mẹ cùng biết được vai trò của lợi khuẩn đối với hệ tiêu hóa của bé rồi đúng không? Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé tốt hơn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo